Vành Lách hé lộ lý do vắng mặt trong suốt 2 năm qua. Hôm nay, ông hoàng nhạc chế Vành Lách chính thức quay trở lại sau 2 năm dài vắng bóng và đập tan vô số tin đồn như đi nghĩa vụ quân sự, đi tù hoặc thậm chí có tin nói rằng Vành đã chết với MV mang tên Học viện YouTube. Trong MV này, Vành Lách đã khéo léo đả kích hàng loạt những nhân vật hay hiện tượng mạng, những nội dung nhảm nhí làm lố nhưng lại thu hút rất nhiều người xem, như các thử thách làm bể bơi, thử thách sống 24 giờ trong chuồng, thậm chí là cả các clip ăn chất thải. Khó hiểu trước các hiện tượng mạng như đầu cắt mòi, các câu nói của Huấn Hoa Hồng hay trào lưu giang hồ mõm. Nhưng không làm lố và nhảm nhí thì làm gì đây? Đó chính là áp lực của Vành Lách khi đặt cái tên MV là Học viện YouTube. Hình ảnh của Độ Missy, Bà Tân Vlog hay 1977 Vlog cũng khéo léo được Vành Lách tái hiện lên để thể hiện sự phân vân trên con đường YouTube của anh. Bằng âm nhạc và hình ảnh, Vành Lách đã kể lại những gì anh đã trải qua và lý do anh vắng mặt trong suốt 2 năm qua. Đó là việc anh bị dính bản quyền và bị tắt kiếm tiền hàng loạt video trên kênh, khiến anh thực sự nản chí và muốn dừng lại. Trong suốt 2 năm ấy, anh đã đối diện với hàng loạt áp lực khác nhau. Áp lực phải ra MV, áp lực phải thật nhiều lượt xem, áp lực phải vượt qua đối thủ, và có những lúc anh muốn vứt bỏ tất cả. Thế nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra rằng anh không cần sống cho người khác, anh không cần làm hài lòng tất cả mọi người, anh chỉ cần sống vì những người anh yêu thương. Sống vì các fan trung thành của mình bằng việc comeback và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.